Hôm nay tôi sẽ review mẫu ba lô này. Đây. Này ba lô fake. Gì vậy trời, fake cái gì mà fake? Chưa coi clip tôi review ba lô real ba lô fake đúng không? Điều gì làm gì có mẫu này? Sao không có, này bên shop ta gửi mẫu này mà. Nè, hàng riêu đây nè, thấy chưa? Ba lô hạt nhân, này phát, nhìn là biết rồi. Ủa sao biết phát? Đây, làm cho coi, chỉ cần bỏ một ít đồ vô, cầm cái quai giật giật là đã đứt à. Đâu làm coi. Nè, một cái laptop, 10 cuốn sách. Rồi, cầm cái quai kéo đi, thế nào cũng đứt cho coi à. Bên kia thử hên thôi. Nó không đắt mày ơi. Kỳ ta, chắc nó hên thôi. Nè, mấy cái ba lô fake này á là chỉ cần mình bỏ cái giấy vô, xong rồi mình bỏ xuống nước một cái là nước nó vô liền. Tại mấy cái ba lô fake này nó không có chống thấm. Làm coi. Đây, chuẩn bị sẵn luôn. Trời, đồ nghe dữ vậy. Gì nữa, dân review chuyên nghiệp người ta vậy. Phải là mấy cái dân mà mới ra ba chớp ba nhám mà nhảy ra review rồi đâu. Nè, cầm đi. Đừng hối hận nha. Đâu làm đi. Rồi kéo vô, nước không vô, cùi.